công chúng được mời lấy xe self-driving miễn phí tại Detroit trong một nỗ lực nhằm làm sáng tỏ những hiểu lầm về công nghệ. Hôm thứ Sáu, công chúng được mời gọi để lái xe self-driving miễn phí. Hàng trăm người đã ghi danh để có cơ hội lấy thử self-driving car trong vòng 6 phút tại một khóa học được tổ chức ở trung tâm hội nghị Detroit. Mary Vander Mayas, một người về hưu 73 tuổi đã nghe được thông tin trên đài phát thanh và quyết định trải nghiệm với chiếc Chrysler Pacifica Hybrid. Mayas cho biết, tôi nghĩ rằng trải nghiệm này là một điều kỳ diệu, chỉ có thiếu hiểu biết mới không dám lái loại xe này. Dân biểu Debbie Dingell cũng tham gia cuộc thử nghiệm với chiếc Pacifica. Bà cho biết, niềm tin cộng đồng đối với các phương tiện tự động đã giảm trong nhiều năm qua vì nhiều lý do. Công chúng cần phải có kiến thức họ cần thực hành và trải nghiệm để biết loại công nghệ này hoạt động tốt dingo tin rằng tiềm năng công nghệ này có thể mang lại lợi ích cho người lớn tuổi tại hoa kỳ những rào cản công nghệ và sự e ngại hạn chế những nỗ lực triển khai phương tiện giao thông tự động năm ngoái uber đã kéo những chiếc xe hơi tự động của mình ra khỏi arizona sau tai nạn một xe hơi tự lái đã đâm vào một phụ nữ khi cô băng qua đường và giết chết cô Mary Moore của Hiệp hội SAE International giải thích ý tưởng tại sự kiện ở Detroit nhằm mục đích đào tạo cho người dân về công nghệ tự động thông qua các trải nghiệm thật để giải thích về những khả năng hiện có và mục tiêu trong tương lai. Sự kiện tại Detroit được SAE International và Partners for Automated Vehicle Education đồng tài trợ sẽ được tổ chức đến Chủ nhật. Những người ghi danh sẽ được thử nghiệm lái xe tự động miễn phí. Một nghiên cứu chỉ ra các tác hại của việc uống rượu vừa phải. Một nghiên cứu mới thách thức chỉ dẫn uống rượu vừa phải 1 đến 2 ly mỗi ngày có thể tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu được thực hiện tại Trung Cộng, các nhà nghiên cứu cho biết uống rượu vừa phải cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ và cao huyết áp, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cho thấy một lượng rượu nhỏ có thể ảnh hưởng đến chức năng tim. Những người uống rượu từ 1 đến 2 ly mỗi ngày trước đây được cho là có nguy cơ đột quỵ và các vấn đề về tim thấp hơn so với những người kiêng rượu. Tuy nhiên, các nhà khoa học không chắc liệu có phải lợi ích này là do rượu hay những người kiêng rượu có vấn đề khác về sức khỏe. Richard Peto, một nhà nghiên cứu kỳ cựu của Đại học Oxford cho biết, không có cơ sở khoa học nào cho thấy rượu có thể giúp chữa lành hoặc bảo vệ sức khỏe. Peto gợi ý nghiên cứu nên áp dụng rộng hơn đối với công chúng ngoài trung cộng với mọi loại đồ uống có cồn như bia hoặc rượu. Nghiên cứu của các nhà khoa học trung cộng được công bố vào thứ Năm trên tạp chí Lancet. Các nhà nghiên cứu cũng đã tính đến các yếu tố di truyền học. Hai biến thể phổ biến ở người Đông Á có thể khiến người uống bị dị ứng. Đối với những người có biến thể khác, uống rượu sẽ làm da họ chuyển sang màu đỏ, tăng nhịp tim, bùng nôn hoặc đau đầu, các biến thể gen xảy ra ngẫu nhiên do vậy các nhà nghiên cứu cũng thiết kế một nghiên cứu ngẫu nhiên. Các nhà khoa học Trung Cộng đã theo dõi hơn 500.000 người trong một thập niên và ghi lại các hồ sơ y tế của những người được theo dõi, bao gồm cả việc họ hút thuốc hay tập thể dục. Khoảng 160.000 người tham gia có hai biến thể gen, trong số những người đàn ông thuộc nhóm này uống rượu không quá 4 ly mỗi ngày nhìn chung nghiên cứu cho thấy rượu làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 1 phần 3 cho mỗi lần uống thêm trong ngày. Các nhà nghiên cứu không tìm thấy tác dụng sức khỏe của việc uống rượu vừa phải. Trong một bình luận trên tạp chí, các tác giả nghiên cứu kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn với rượu và nói rằng các rủi ro do uống rượu đã bị đánh giá thấp. Siêu Lun Ao Diêu, và Dr. Tai Hin Lam của Đại học Hồng Kông viết, ngành công nghiệp rượu đang phát triển mạnh và cần được điều chỉnh tương tự như ngành công nghiệp thuốc lá. Hoa Kỳ lo ngại về các hoạt động của Trung Cộng tại các vùng biển tranh chấp. Hôm thứ sáu, một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng sự hiện diện của một lượng lớn tàu Trung Cộng gần các đảo của Philippines gây quan ngại chính phủ Philippines đã phản đối Trung Cộng hôm thứ Năm sau khi quân đội nước này theo dõi cho biết có hơn 200 tàu Trung Cộng lai vãng từ tháng 1 đến tháng 3 quanh khu vực có tranh chấp tên Sandy Cay gần đảo Park Asa của Philippines. Joseph Felter, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Đông Á cho biết Hoa Kỳ quan ngại về các hoạt động gây hấn của mọi quốc gia, trong trường hợp này là Trung Cộng các hoạt động của Trung Cộng là hung hăng và khiêu khích. Felter nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thiên vị bất cứ bên nào trong các xung đột Biển Đông, nhưng cam kết phối hợp với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để duy trì tự do hàng hải, cởi mở và bảo đảm chủ quyền của các quốc gia không bị xâm phạm. Philippines coi một chuỗi đảo và các đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông là một thành phố của nước này. Tuy nhiên, yêu sách của Philippines mâu thuẫn với các yêu sách lãnh thổ của Trung Cộng và Việt Nam. Trong vài năm qua, Trung Cộng đã đẩy mạnh các yêu sách lãnh thổ bằng cách biến bảy đảo nhân tạo trở thành các cơ sở quân sự của nước này sau khi chiếm đóng. Đoàn thuyền Trung Cộng đã bao quanh San khu vực gồm ba bãi cát giữa đảo Nhân Subi bị Trung Cộng chiếm đóng từ năm 2017. Hành động này cho thấy Trung Cộng đang gây áp lực buộc các bên tranh chấp phải từ bỏ chủ quyền của họ. Năm 2002, Trung Cộng và 10 quốc gia ASEAN đã ký kết một hiệp định nhằm ngăn chặn sự đối đầu vũ trang trên tuyến đường thủy giàu tài nguyên của châu Á. Đề cập đến các mối đe dọa do chủ nghĩa cực đoan và các nhóm nhà nước Hồi giáo tại Đông Nam Á, Felter cho biết Hoa Kỳ mong muốn được làm việc với các đối tác về chống khủng bố.